Kính thưa quý vị, nói đến Linh Phương là nói đến tất cả những cái tuổi học trò, cái tình yêu trong trắng của người con gái mà ông Nguyên Danh, cái tác giả này do ông Nguyên Danh ông lựa mà rất hợp ý của Dương Đại Hải. Bởi vì không có một nhà thơ nào mà lại có những cái dòng thơ về chiến tranh mà nó lại bùng phát trong một cái tình yêu đôi lứa rất nhân bản, thưa chú. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, thì chúng tôi khi mà sưu tập đến nhà thơ Linh Phương thì người cũng không nhắc tới người yêu, nhưng có một đoạn không có nói tới vợ con của ông nhưng mà nhắc tới người yêu của ông, thưa anh. Vâng. Đó, thì thỉnh thoảng thì cái cô người yêu của nhà thơ Linh Phương á, tên là Thương Mặc Uyên. Trời, tên ngộ quá anh ạ. À. Đúng là cái tên của người yêu thi sĩ. Thi sĩ có vẻ cái này có vẻ hàn ni quá anh. Đúng rồi. Dạ vâng. Ghé tòa soạn chơi, thường là em mặc áo dài màu trắng, mà cái màu trắng là anh em luôn ca tụng cái áo dài vâng. của người phụ nữ. Dáng dấp em thật mảnh mai và dễ thương. Lúc đó em còn đi học, em làm thơ rất hay trong nhóm Cung Thương Miền Nam. Cái nhóm này cũng hơi lạ, em không biết được cái nhóm này ạ. Vâng. Của nhà thơ Nguyễn Lệ Tuân, nhà thơ Mây Viễn Sứ, tức nhà thơ Lâm Hào Dũng, hiện định cư bên Mỹ. Còn Nguyễn Lệ Tuân thì đã mất. Vâng. Và quen nhau không được bao lâu thì tôi lên đường vào quân ngũ, ra đi mang theo những kỷ niệm của em và những ước mơ dở dang của mình. Đó, như đầu chương trình anh em chúng tôi đã nói, khi mà cái cuộc chiến nó khốc liệt lên á, thì yêu cuồng và sống vội. Chúng tôi tuổi trẻ, chúng tôi sống cho nó vội vàng để mà còn hưởng được cái gì thì hưởng. Chúng tôi là hòm gỗ cho cà hoa. Chính xác. Và kính thưa quý vị, ông cảm nhận về cái người yêu của ông thì ông đã viết như vậy. Những sợi len màu tím em vui mừng đan cho anh chiếc khăn tròn cổ. Hay. Rồi ngày lạnh bắt đầu cho mùa đông, khi chiếc lá cuối thu nằm run rẫy chết, anh ở trong rừng đội nón sắt và vai lưới ngụy trang, mặc áo giáp cố choàng khăn len tím, từng thắt dây đạn M16, tay cầm súng trong tư thế tấn công, anh sẵn sàng chờ giặc đến. Người yêu, em biết không, em ở Sài Gòn, em ngồi đan áo ấm, chờ chuyến liên lạc hành quân em sẽ gửi ra mặt trận mà nghe em nói vậy. Ông diễn tả y chang là tâm sự của một cái người lính ấy. Hay quá. Tại vì quý vị cũng biết là trở lại cái nón sắt, thì cái nón sắt nó có cái lưới ở ngoài. Đúng. Để cho chúng tôi coi như dắt lá cây vô để ngụy trang. Đúng rồi. Đó, đó. Và cái dây thắt M16. Vâng. Và cái áo giáp thì lúc nào chúng tôi phải bận hết á, tại vì để nó bảo vệ. Bắt cái buộc. Nón sắt thì bảo vệ cái đầu, còn cái áo giáp thì bảo vệ là cái lồng ngực của đúng. Mình. Nhưng mà anh lúc nào anh cũng làm sao để cho người ta thấy được cái khăn len mà em tặng cho anh. Cái đó mới làm cái lá chứ. Cái đó mà lại chứng tỏ lúc nào em cũng bên anh. Bên anh, dạ vâng. Mà đây nó lại liên hệ nữa tới nhạc sĩ Trần Thanh. Nhạc sĩ Trần Thanh có làm cái bài Tuyết Trắng. Đúng. Anh thắt lại khăn ấm chính em đan. Chính xác. Anh thấy không? Mà đời nó khổ lụy. Mà trong cái bài hát này á, là ông Trần Thanh lại tiếp thêm một cái nữa là vết thù trên tường vôi trắng. Hay. Sao ông chết người trai khói lửa mà chết người em gái nhỏ hậu phương? Hay quá anh ơi. Đó là tất cả những cái mà gia sản của các thi sĩ cũng như là nhạc sĩ mà để đời cho chúng ta đó, thưa anh. Chính xác như vậy, thưa quý vị. Nếu như cuộc chiến Việt Nam mà không có Trần Thiện Thanh, không có Linh Phương, không có Phạm Duy, không có những nhạc sĩ tài hoa của đất nước, thì cuộc chiến nó rất là thảm sầu. Yeah. Bởi vì nó là một cuộc chiến tương tàn, nội chiến. Cho nên Chính Cộng Sơn nó cũng nói một câu rằng là một cuộc nội chiến 30 năm, nội chiến từng ngày. Yeah. Thì nếu mà cuộc đời không còn thi vị, thì cái từng ngày đó là những cái ngày địa ngục của trần gian này cho toàn thể 23 triệu dân miền Nam và hàng trăm triệu dân của toàn quốc, cả ngoài Bắc, cả miền Nam. Cho nên chúng ta phải cảm nhận rằng Thượng Đế đã thương yêu một dân tộc 4.000 năm văn hiến là rất đúng, thưa chú. Dạ vâng, và cái phần kế tiếp đây đó, anh Dương Đại Hải sẽ gửi đến quý vị, nói cùng người yêu ở xa. Ồ, hay lắm, chú ơi, và kính thưa quý vị, tôi xin đọc hầu nhé. Là nói cùng người yêu ở xa, khi mà chuyển từ vùng 4 về đến vùng 3, viết Tây Ninh, Bình Long rồi Long Khánh. Đây là nói về tác giả Linh Phương. Rừng tiếp rừng, ngày nối ngày, tôi nhớ Sài Gòn.
Tôi nhớ chiếc áo dài trắng học trò của em, nhớ nụ cười của em và nghĩ đến một ngày nào đó. Em ở Sài Gòn, em bỏ học. Anh nhớ con đường, nhớ lá me. Cát sỏi nào bám chân ngà ngọc, gió thổi tóc dài vạt áo che. Rồi guồng máy chiến tranh đã cuốn hút tôi vào bom đạn. Chiến tranh không phải là trò đùa. Một ngày nào đó tôi sẽ không còn đôi tay để trở về dìu em đi dạo phố, sẽ không còn đôi chân để đưa em đến giảng đường, và cũng sẽ không còn đôi mắt để nhìn em trong chiếc áo dài của thời hoa bướm mộng mơ. Hay quá anh ơi. Thời gian nó cứ dài ra, rồi thơ của em thì thưa dần, rồi bật tắt. Tôi không hiểu tại sao, anh không hiểu tại sao, người yêu của anh ơi, nhưng tôi chỉ biết rằng nỗi buồn ấy, tôi vẫn không buồn kịp theo từng chuyến hành quân, theo cuộc chiến triền miên trên đất nước mình. Tôi vẫn thường tưởng tượng rằng những sợi len màu tím em vui mừng đan cho anh chiếc khăn choàng cổ. Rồi ngày lại bắt đầu cho mùa đông khi chiếc lá cuối thu nằm run rẩy chết. Anh ở trong rừng, đội nón sắt vai lưới ngụy trang, mặc áo giáp có choàng khăn len tím. Lưng thắt dây đạn M16, tay cầm súng trong tư thế tấn công. Anh sẵn sàng chờ giặc đến, người yêu anh có biết không? Quý vị thấy chia sẻ cái câu đó trong cái lúc đau khổ đó thì là không có một cái gì mà có thể rung động run rẩy giống như ông Hàn Mặc Tử, ông ca tụng về Thiên Chúa, run như run thần thần tử thấy Long Nhan. Để quý vị thấy nói lên mà chúng ta cảm thấy nó rợn cả tóc gáy, nổi cả gai mình, thưa chú. Dạ vâng. Và cái phần kế tiếp á anh, anh tiếp cái phần kế tiếp là anh hụt hơi chạy về phía ban mai trên trời. Vâng. Dạ, rất hay anh. Đó tiếp nha. Rồi thưa quý vị, chúng tôi mất liên lạc nhau cuối năm 69. Tôi không còn nhận được lá thư nào của em nữa. Chiến tranh khiến chúng tôi yêu chưa kịp yêu, hẹn hò chưa kịp hẹn hò. Đúng vậy. Buồn chưa kịp buồn, nhớ chưa kịp nhớ. Mỗi buổi sớm mai thức dậy, tôi mới biết tôi còn sống, còn được nhìn mặt trời rực rỡ sau kẽ lá chòm mây, chòm cây. Còn được thả hồn về Sài Gòn hoa lệ, về với bà Hạt, với con đường Nguyễn Duy Dương, quận 5, nơi bóng dáng người con gái nhỏ làm thơ, rồi trở thành nhà thơ giữa mùa quê hương ly loạn. Rồi thả hồn về những vùng xa xôi, Thanh Long tòa soạn tuần báo Tinh Hoa Nữ Sinh trong con hẻm đường Võ Tánh, nơi có bước chân em đến sau giờ tan học vào đó chờ tôi. Đối với tôi, một chút gì của em đều là kỷ niệm, một chút gì của em tôi đều nâng niu chân quý, chăm chút mang theo làm hành trang cho cuộc hành trình vô tận. Chuyến hành trình mà người con gái nào nếu có người yêu, người phụ nào, phụ nữ nào nếu có chồng ra mặt trận, đều chung một câu hỏi, em hỏi anh bao giờ trở lại. Và bất cứ người tình nào, người lính nào cũng chỉ có thể nói rằng mai mốt anh về. Câu trả lời xót xa đến thế, đau đớn thế thế, phải không em? Xa nhau thời gian dài theo cuộc chiến, cho đến ngày kết thúc chiến tranh vẫn không một tin tức gì về em. Khoảng 5-7 năm trước, một người bạn nói với tôi rằng em hiện định cư tại Hoa Kỳ với chồng con. Ồ, tôi rất vui mừng biết em còn sống, được hạnh phúc bên chồng con. Mấy mươi năm bể râu, tôi lận đận giữa đời trầm luân. Sau mấy năm đi tù cải tạo trở về, tôi không bật tiếng rên khi bị người ta đánh đập. Tôi không bật tiếng than khi vất vả chuyện mưu sinh, chuyện thành bại của một ván cờ đã đi vào quá khứ. Nhưng giấc ngủ ở đời, cuộc đời của tôi chưa đêm nào được yên giấc. Tôi cứ day dứt khôn nguôi về những người thương yêu thời trai trẻ, như sông dài cá lội biệt tâm. Con đường lông ngỗng trắng vời vời vợi mà đôi chân tôi đã bật màu, bật máu bao lần. Lắm lúc anh hụt hơi chạy về phía ban mai chân trời. Tôi có một mối tình và giấc mơ riêng nồng thắm. Giấc mơ không thấy hỏa châu, không nghe tiếng âm ầm ầm bom đạn. Mối tình không xa khuất vì vạt rừng, góc núi, dòng sông.
Anh đã đi qua ngần ấy thời gian chiến tranh, cũng như em đã đi qua ngần ấy nỗi buồn, lặng lẽ đợi chờ, âm thầm thương nhớ. Phía ban mai chân trời quá khứ, anh chạy hoài chạy mãi không đến được cùng em. Hụt hẫng ngã sấp xuống mặt đường, lưỡi dao cuộc đời cắm sâu vào lồng ngực, máu đỏ thành hoa. Con bướm vàng buồn tuổi trời tha thiết hiện về trong ký ức, bên vòng kẽm gai, bên vòng kẽm gai giữa mùa khói lửa điêu linh. Em đứng khóc một mình phía ban mai chân trời không có anh, không có anh. Tuyệt vời phải không chú? Vâng. Và tất cả những cái nội dung này á, vâng, mà anh vừa mới trình bày nó đều gói ghém vào trong cái bài mà coi như là kỷ vật cho em. Đúng. Đó là những cái nét thơ rất là hồn nhiên và rất là day dứt của một cái người trai trong thời tao loạn. Và để chấm dứt chương trình á, thì Nguyên Doanh cũng tiếp theo lời anh Dương này. Nguyên Doanh, ví dụ như anh đã đọc là trong bài thơ ông viết là hàng cây me, đúng, cây dài bóng mát vân, đúng, thì nhạc Phạm Duy cũng đã nổi tiếng cái bài mà Trả Lại Em Yêu, đúng, tức là uống môi em ngọt và uống ly chanh đường và uống môi em ngọt. Đúng. Đó là những cái mà trong cái thời sinh viên học sinh của chúng tôi. Và sau đây Nguyên Doanh sẽ gửi đến quý vị là Sài Gòn Và Em. Ông làm thơ mới mà cái thơ có 3 chữ thôi. Vâng. Nó rất là độc đáo. Tình khổ hạnh mấy mươi năm ai đem con giáo qua sông trở về, xa em từ thuở kinh kỳ, mắt hoa khôi khắp ngày đi muôn trùng, nhánh đời bỗng hóa hư không để Cali nhớ Sài Gòn triền miên, chưa thương xá tắc thân quen, đêm quen bi, sáng Eden đợi chờ, Abraham Lincoln chỗ ngồi, hàng cây che bóng, hai người hôn nhau, Crystal Ballad xôn xao, anh vai áo trận bạc màu thời gian. Tuyệt vời. Proda thơm áo lụa vàng, mấy mươi năm nắng Sài Gòn không phai, em Trường Luật tấp thở dài, La Pagode cứ thương hoài chiều mưa, chiều mưa mắt lạnh nụ cười, môi châm anh của em giờ rất xưa, ơ thì xưa thật là xưa, tình khổ hạnh anh buồn chưa hết buồn. Và kính thưa quý vị, cái bài thơ vừa rồi ấy, là anh em chúng tôi cũng kết cái những cái vần thơ cuối của Linh Phương. Anh thấy trong cái bài thơ vừa rồi Sài Gòn Và Em quá nhắc hay, lại tất cả những cái địa điểm ở Sài Gòn. Đúng. Proda, Kisso Ballad, Bassa, Abraham Lincoln là cái thư viện. Dạ. Anh em tới hoài. Dạ. Tuyệt vời lắm không ạ? Dạ vâng. Thành thử làm sao chúng ta quên được Sài Gòn? Trên đấy cũng là một trong những cái lý do mà người Việt Nam mình muôn thuở, dạ, đều nghĩ đến quê hương và day dứt trong tâm hồn là như thế, thưa chú. Dạ vâng. Và thời gian cũng không cho phép nữa, em mời anh xin, vâng, gửi lời chào đến quý vị thính giả. Dương Hà rất sung sướng được hội chuyện quý vị hôm nay với ông Nguyên Doanh về nhà thơ Linh Phương, một tiếng nói tuyệt vời của giới trẻ. Và chúng tôi hy vọng sẽ làm cho quý vị bớt nhớ Sài Gòn tí nào, để cho chúng ta còn được bồi hồi xúc cảm một ngày nào đó trở lại trên quê hương. Và tôi tin tưởng ngày đó không còn xa. Kính thưa quý vị, kính chúc quý vị một ngày phúc bên người thân yêu. Và xin ơn trên phù hộ chúng ta, mời chú. Và anh Dương Hải và Nguyên Doanh được lưu luyến chia tay cùng quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Văn Học cuối tuần lần tới. Và xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng VBS trên băng tầng 57.6 và trên hệ thống trên sóng dây 16.8 và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới để theo dõi những chương trình thường xuyên của đài. Và anh em chúng tôi xin chúc quý vị một thời gian còn lại thật hạnh phúc bên gia đình. Xin tạm biệt quý vị.